Đấy, các bạn ơi, hôm nay review với bác con phà HP 20734 nhé. Chuyến phà bây giờ là 6 giờ chiều, từ Cát Bà về là bến phà Chót. Chuyến này là chuyến cuối cùng của một ngày, hết chuyến này là nghỉ. Đây là hầm 1 để xe không ạ? Mời bác đi theo em nhé. Còn ở Phú Quốc lại có những con phà to để đi lên cầu thang quá này. Alo. 6 giờ vẫn có mặt trời hơi chói. Đây là hai bên ngồi uống nước, khách đợi phà. Và chót còn đúng 4 xe 5 xe chuyến cuối cùng. Đấy, chiếc ô tô em đi đây, nghề chính của em là làm tour đi du lịch. Mặt trời 6 giờ vẫn là mặt trời bác này. Cáp treo Cát Bà đây. Và chạy. Mời bác theo em lên khoang lái nhá. Trên này có mấy người xin cảm quá. Sân thượng này buổi chiều rất là mát. Phà đã rời bến. Khoang lái của thuyền trưởng các bác này. Đây là lái về hướng này, còn đâu khoang bên kia là lái về hướng bên này. Đây là cảng nó. May quá về kịp chuyến cuối cùng á. Có mày. 5 phút nữa là rớt. Chó hơi to. Hai khoang lái tiến về bên này, khoang lái tiến bên này. Đây bằng lái thủy lực hết à anh? Cả. Toàn cảnh bến phà.